Thông tin về vụ cướp đáng chú ý vừa xảy ra vào sáng ngày 9 tháng 1 ở thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng đi cướp là một người phụ nữ. Người phụ nữ xông vào cửa hàng rút dao, uy hiếp nhân viên để cướp nhưng nhanh chóng bị khống chế. Sáng ngày 9 tháng 1, người phụ nữ khoảng 30 tuổi đi chiếc xe hiệu Max trên đường Phan Văn Hớn. Khi đến cửa hàng F88, phường Tân Thới Nhất, quận 12 thì dừng lại đi vào bên trong. Lợi dụng một nữ nhân viên không chú ý, người phụ nữ tiếp cận, rút con dao loại dao thái, cán vàng, dài chừng 20cm, dí dao vào cổ và uy hiếp. Một nữ nhân viên hốt hoảng lao ra ngoài, hô hoán, kêu cứu. Người dân xung quanh phát hiện, ập vào bên trong cửa hàng F88, khống chế kẻ cướp. Công an phường Tân Thới Nhất, quận 12 nhanh chóng có mặt ở hiện trường, đưa nghi phạm và người liên quan về trụ sở làm rõ.